Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, theo phong tục tập quán của người Việt thì rất quan trọng việc là gì? Xem cung và chọn tuổi vợ chồng trước khi là chúng ta tiến hành công việc kết hôn và cưới hỏi, đúng không ạ? Thì với những gia chủ ấy, khi mà muốn chọn tuổi cho mình thì thường là tìm được các thầy bói, thầy phong thủy hoặc là các thầy tử vi cô đồng để tìm ra những người phù hợp nhất với mình. Đấy. Thực tế đã chứng minh một điều là gì? Những cái điều mà chọn lựa chọn này hoàn toàn có cơ sở. Nếu mà hai người hợp tuổi thì không nói làm gì thì sẽ được cuộc sống giàu sang phú quý, gia đình hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh học giỏi. Còn nếu mà trong trường hợp mà hai vợ chồng mà không hợp đấy, thì thường xảy ra những chuyện này, nhẹ thì là gì? Cãi vã, khắc khẩu, lớn thì lục đục, làm ăn thì lụi bại và thậm chí có thể là gì? Dẫn đến cuộc chia lìa trong hôn nhân. Đó, thậm chí dẫn đến chuyện tuyệt mạng, đôi bên cùng sinh ly tử biệt. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cặp con giáp cưới nhau cực tốt đấy. Khi mà cưới nhau sẽ được hưởng phúc trời ban, phúc lộc dồi dào và gì, công việc cũng như là cái sự nghiệp ngày càng thăng tiến đó. Thì đó là những cặp con giáp nào? Đó, thì đó là những cặp sau này. Đầu tiên là những người mà trai cung cảm lấy vợ cung khôn, hay là trai cung khôn lấy vợ cung cảm. Đấy. Cặp thứ hai là trai cung khảm lấy vợ cung ly, hay là trai cung ly lấy vợ cung khảm. Đó. Cặp thứ ba là trai cung cấn lấy vợ cung đoài, hay là trai cung đoài lấy vợ cung cấn. Đó. Cặp thứ tư là gì? Trai cung chấn lấy vợ cung tốn, hay là trai cung tốn lấy vợ cung chấn. Đó. Thì bây giờ chúng ta vào xét, bắt đầu xét từng cặp một. Chúng ta xét từng cặp một để tìm ra những cái cặp con giáp gọi là gì? May mắn nhất, đúng không ạ? Lấy nhau thì được sẽ được gì? Được phúc đức, được duyên nhiên, phúc đức. Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét đó là gì? Cặp càn khôn. Đó. Trai cung càn lấy vợ cung khôn, hay là trai cung khôn lấy vợ cung càn. Đó. Trai cung càn lấy vợ cung khôn thì được duyên nhiên, là phúc đức. Hoặc là trai cung khôn lấy vợ cung càn thì cũng được là phúc đức. Đó. Những gia chủ mà có cung sinh là cung càn, cả nam mệnh nữ mệnh, bao gồm những người sinh năm sau. Những người sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý, 1960 là tuổi Canh Tý, 1957 là tuổi Đinh Mão, 1966 là tuổi Bính Ngọ, 1943 hay là 2003 là tuổi Quý Mùi. Đó, những người sinh năm 1981 là tuổi Tân Dậu, 1994 là tuổi Giáp Tuất. Đó, đó là nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh được cung càn. Đó, cung càn. Và với gia chủ nam mệnh nữ mệnh có cung sinh là cung khôn thì bao gồm những người sinh năm sau. Những người sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão, 1977 là tuổi Đinh Tỵ, 1953 là tuổi Quý Tỵ, 2013 là tuổi Quý Tỵ, 1944 hay là 2004 là tuổi Giáp Thân, 1956 là tuổi Bính Thân, 1980 là tuổi Canh Thân, 1992 là tuổi Nhâm Thân và 1971 là tuổi Tân Hợi. Đó. Khi cái cặp càn khôn để kết hợp với nhau, ví dụ trai cung càn lấy vợ cung khôn, hay là trai cung khôn lấy vợ cung càn. Ví dụ những người 2008 mà lấy những người sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão. Đúng không ạ? Hoặc là lấy 2004 là tuổi Giáp Thân thì sẽ được gì? Được là được phúc đức, được duyên nhiên, đúng không ạ? Hoặc những người sinh năm 1960 lấy những người sinh năm 1977, hoặc những người sinh năm 1953, hoặc là những người sinh năm 1956, vân vân, thì cũng sẽ được gì? Được duyên nhiên. Đấy, trẻ hơn là những người sinh năm 1987, Đinh Mão mà lấy Kỷ Mão, hoặc là Đinh Mão mà lấy gì? Lấy Nhâm Thân, hoặc Đinh Mão mà lấy Canh Thân thì cũng sẽ được duyên nhiên. Đó. Tiếp theo là những người sinh năm 1966. Ví dụ 66 mà lấy 77, hoặc là 66 mà lấy 56, hoặc là 66 mà lấy 71. Đấy, tức là 66 là Bính Ngọ mà lấy Tân Hợi thì cũng sẽ được là gì? Được duyên nhiên. Vân vân. Đó. Thì đây là cặp đầu tiên, cặp càn khôn. Đấy, những trai cung càn mà lấy gái cung khôn thì sẽ được duyên nhiên. Đó. Nếu mà chồng cung càn mà lấy vợ cung khôn thì tốt về phúc đức. Chồng càn vợ khôn là cặp đôi hoàn hảo. Đấy. Hai người bên nhau thì nên duyên phúc đức dồi dào, đấy. Tài lộc thì dư giả, cuộc sống thì ấm no. Và hai người này kết hợp với nhau ấy, thì làm ăn thì có lộc, tiền tài thì nhiều như nước, đấy. Cơ ngơi thì bề thế và gì, có điểm báo là gì, điền sản thì rất là hưng vượng và có rất là nhiều ruộng đất tài sản. Đó, đó là cặp đầu tiên, là cặp càn khôn. Cặp tốt thứ hai chúng ta xét là cặp khảm ly, đúng không? Chồng khảm vợ ly, hoặc là chồng ly vợ khảm. Đó, đó là cặp tốt thứ hai. Chồng khảm vợ ly thì là duyên nhiên, hoặc là phúc đức ấy. Hoặc là gì, chồng ly vợ khảm thì cũng sẽ được là duyên nhiên. Những gia chủ nam mạng nữ mạng có cung sinh là cung ly, bao gồm những người sinh năm sau. Những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão, 1951 hay là 2011 là tuổi Tân Mão, 1963 là tuổi Quý Mão, 1954 là tuổi Giáp Ngọ, 1990 là tuổi Canh Ngọ, 1942 hay là 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, 1969 là tuổi Kỷ Dậu và 1997 là tuổi Đinh Sửu.
đó, đó là những người có cung mệnh là cung ly, cả nam mệnh và nữ mệnh đó. Tiếp theo là cung khảm, cung khảm nam mệnh và nữ mệnh có cung mệnh là cung khảm thì bao gồm những người sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, 1998 là tuổi Mậu Dần, 1976 là tuổi Bính Thìn, 1952 là tuổi Nhâm, 1952 là tuổi Nhâm Thìn, 1955 là tuổi Ất Mùi, 1991 là tuổi Tân Mùi và 1970 là tuổi Canh Tuất đó. Khi mà cung ly kết hợp cung khảm, ví dụ như là 1975 mà lấy 1970 hoặc 1976 đó, hoặc là 1980 hoặc là 1991 đó thì được gì, được phúc đức, được duyên niên đó. Hoặc là 1951 mà lấy 55 hoặc 52 thì cũng được phúc đức đó. Những người sinh năm 1963 mà lấy gì 70 hoặc 76 hoặc là 55 thì cũng sẽ được duyên niên đó. 54 giáp ngọ mà lấy 55 hoặc là 52 thì cũng được duyên niên đúng không ạ. 1990 là tuổi Canh Ngọ, Canh Ngọ mà lấy 91 Tân Mùi thì cũng được duyên niên đó. Hoặc là 1942 Nhâm Ngọ mà lấy gì 1952 là Nhâm Thìn thì cũng sẽ được duyên niên đó, vân vân. Hoặc 1969 mà lấy 1970 hoặc 1976 thì cũng được duyên niên. Hoặc là 1997 là đinh sửu mà lấy vào tuổi 98 là tuổi Mậu Dần thì cũng sẽ được duyên niên đó. Những cặp vợ chồng mà cung chồng ly vợ khảm hoặc là chồng khảm vợ ly ấy, lấy nhau thì có số vinh hoa hiển đạt tốt cho cả hai người. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống thì họ đều có thể thấu hiểu được và hỗ trợ được nhau đấy, chẳng mấy mà ăn nên làm ra và có rất nhiều là tài sản. Thì ngoài ra cặp đôi này lấy nhau thì cũng có số giàu sang vượng pháp, lộc bất tận hưởng và lộc đến rất là bất ngờ. Con cái của cặp đôi này thì sống trong gia đình hòa thuận nên được cha mẹ chăm sóc và nuôi dạy, trưởng thành đỗ đạt và làm vinh danh cho gia tộc. Đôi vợ chồng này thì được duyên niên trong hôn nhân, thì dù có khó khăn hay là dù có giàu sang phú quý thì tình cảm vợ chồng cũng luôn là chung thủy sắc son, luôn là luôn hướng sự chung thủy về nhau. Tình cảm vợ chồng theo đó mà năm tháng ngày càng gắn bó mặn nồng và hạnh phúc thì viên mãn đến tận già. Đó, đó là cặp thứ hai là chồng ly vợ khảm và chồng khảm vợ ly. Đó. Cặp thứ ba chúng ta xét là chồng cấn vợ đoài hay là chồng đoài vợ cấn. Đó. Chồng cấn vợ đoài, chồng cấn vợ đoài thì cũng là gì? Duyên niên. Hay là gì? Chồng đoài vợ cấn thì cũng sẽ là duyên niên. Đó. Với cặp chồng đoài vợ cấn đấy, thì những gia chủ có cung mệnh những gia chủ có cung sinh ở cung đoài thì bao gồm những người sau này, cả nam và nữ mệnh ấy, có cung sinh ở cung đoài thì bao gồm những người sinh năm 2009 là tuổi Kỷ Sửu, 1949 là Kỷ Sửu, 1961 là Tân Sửu, 1988 là tuổi Mậu Thìn, 1965 là tuổi Ất Tỵ, 1967 là Đinh Mùi, 1982 là Nhâm Tuất và 1995 là tuổi Ất Hợi. Đó, đó là những gia chủ có cung mệnh là cung đoài. Những người có cung sinh là cung cấn ấy, cả nam mệnh nữ mệnh bao gồm những người sau này. Những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, 1974 là tuổi Giáp Dần, 1950 hay là 2010 ấy là tuổi Canh Dần, 1962 là tuổi Nhâm Dần, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1968 là tuổi Mậu Thân, 1947 hay là 2007 là tuổi Đinh Hợi, 1959 là tuổi Kỷ Hợi và 1963 là tuổi Quý Mão. Đó, khi mà cung đoài kết hợp cung cấn hoặc là cung cấn kết hợp cung đoài, trai đoài nữ cấn hay là trai cấn nữ đoài thì đều được là gì? Đều được phúc đức hay là duyên niên. Ví dụ như là những người sinh năm 1949 mà lấy vào những người sinh năm 1950 hoặc lấy vào những người sinh năm 1947 hoặc là 1959 hoặc là 1963, 1962 đó thì được duyên niên. Những người sinh năm 1961 mà lấy những người sinh năm 1962 hoặc là lấy những người sinh năm 1960, 1968 hoặc là 1963 đó thì cũng được duyên niên. Đó. 1988 là tuổi Mậu Thìn, Mậu Thìn ấy, mà lấy 1989 là Kỷ Tỵ thì cũng sẽ được gì? Được duyên niên. Hoặc là Mậu Thìn mà lấy 2001, Mậu Thìn 1988 mà lấy 1996 là Bính Tý cũng sẽ được duyên niên. Đó. 1965 là Ất Tỵ mà lấy 1974 là tuổi Giáp Dần. Hoặc là 1965 Ất Tỵ mà lấy 1962 hoặc là 1965 mà lấy 1963 thì cũng được duyên niên đúng không ạ? 1967 là Đinh Mùi mà lấy 1974 Giáp Dần cũng được duyên niên. Được phúc đức đấy. 1967 mà lấy 1962 cũng được phúc đức, 1967 mà lấy 1963 cũng được phúc đức. Đó. Những gia chủ 1982 tuổi Nhâm Tuất mà lấy tuổi 1996 Bính Tý cũng được duyên niên này. Lấy 1989 Kỷ Tỵ cũng được duyên niên và lấy 1974 Giáp Dần thì cũng được duyên niên. Đó. Tuổi 1995 là tuổi Ất Hợi đúng không? Ất Hợi mà lấy 96 Bính Tý cũng được duyên niên. Ất Hợi mà lấy Đinh Hợi tức là 2007 thì cũng sẽ được duyên niên. Vân vân. Đó. Thì quý vị có thể kết hợp là cung đoài cung khảm như bảng hiện trên màn hình để quý vị thì chọn cho mình được những người phù hợp như ý. Khi gia đình mà có nam đoài và nữ cấn hay là nam cấn nữ đoài thì gia đạo thì được an yên,
và được hạnh phúc, đấy, được tấn tài tấn lộc. Đôi vợ chồng này càng ngày càng gắn bó và tình cảm càng ngày càng mặn nồng, khăng khít, đấy. Mặc dù là gì, bát đũa có lúc đôi lúc thì cũng phải xô nhau, nhưng mà vợ chồng sống với nhau ấy, từ lúc khổ cực đến lúc gì, đến lúc hiển vinh thì đều thì hết lòng với nhau. Đó. Mọi mâu thuẫn thì đều được giải quyết. Cặp đôi này thì luôn đặt gia đình lên hàng đầu và họ sẽ tìm ra cái biện pháp giải quyết mọi vấn đề bằng sự bình tĩnh thay vì là cái chuyện tranh cãi cãi vã. Do đó là gì, tình cảm vợ chồng ngày một sâu đậm và càng trải qua nhiều thăng trầm thì họ càng chung thủy sắc son với nhau. Đó. Cặp đôi duyên niên này thì trong hôn nhân luôn luôn để sẵn sàng hỗ trợ nhau về việc làm ăn, về công việc, vậy nên là tiền tài thì hưng vượng, công danh thì hiển hách, đúng không ạ? Họ lại gặp nhiều cái may mắn và sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, nên là gì, cái cuộc sống gia đình của họ khá là sung túc và giàu sang. Con cái thì cũng ảnh hưởng cái phúc đức từ cha mẹ, nên là gì, cũng sống khá là thoải mái và có được một cuộc sống là vinh hoa phú quý. Đó là chồng gì, đó là cặp gì, chồng cấn vợ đoài và chồng đoài vợ cấn. Cặp tiếp theo chúng ta xét đó là cặp thứ tư, là chồng chấn vợ tốn và chồng tốn vợ chấn, đúng không ạ? Thì chồng chấn vợ tốn, đó, chồng chấn vợ tốn thì cũng sẽ được là gì, duyên niên, hoặc là gì, chồng tốn vợ chấn thì cũng sẽ được là duyên niên. Thì những gia chủ có cung sinh là cung chấn, bao gồm cả nam mạng và nữ mạng, thì bao gồm những người sau này. Những người có cung sinh là cung chấn bao gồm những người sinh năm 1984 cả nam mạng và nữ mạng ấy, 1972 Nhâm Tý, 1978 là Mậu Ngọ, 2000 là Canh Thìn, 1945 hay là 2005 ấy, là tuổi Ất Dậu, 1957 là Đinh Dậu và 1993 là tuổi Quý Dậu. Đó là những người thuộc cung chấn. Thì quý vị có thể theo dõi trên màn hình nhé, theo dõi trên màn hình để biết được mình thuộc tuổi nào. Tiếp đến là những người có cung sinh là cung tốn, cả nam mệnh và nữ mệnh, thì bao gồm những người có sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu, những người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu, 1964 là tuổi Giáp Thìn, 2001 là tuổi Tân Tỵ, 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 1946 hay 2006 là tuổi Bính Tuất và 1958 là tuổi Mậu Tuất. Đó. Khi mà kết hợp giữa cung chấn và cung tốn, tức là ví dụ như là 1984 mà lấy 1985 thì là sẽ được gì? Được phúc đức, được duyên niên. Đó. Hoặc là 1972 lấy 1973, hoặc là 2000 lấy 2001, đúng không? 1978 lấy 1979, 1945 lấy 1946, 2005 lấy 2006, 1957 lấy 1958 và 1993 lấy 1985 chẳng hạn, thì sẽ được gì? Được duyên niên, được phúc đức. Các cặp đôi mà chồng tốn vợ chấn hay là chồng chấn vợ tốn thì khi kết hôn thì gặp nhiều cái may mắn và có được cái tài lộc phú quý hơn người. Cặp đôi này được hưởng phúc dồi dào, cho nên là gì, mọi chuyện đều được gì, đều được thuận lợi. Con đường quan vận và sự nghiệp thì mở rộng và được hưng thịnh. Họ kinh doanh đầu tư bất cứ cái lĩnh vực nào thì cũng đều có thu được về cái lợi nhuận cao. Tài lộc mà theo đó cứ ông ngọc chuyển vào nhà, do đó là gì, cuộc sống của họ ngày càng giàu sang và sung túc, không phải lo về cái chuyện tiền bạc. Cặp đôi này khi kết hợp với nhau ấy, thì có số là duyên niên. Vậy nên là trong phong thủy sẽ nhận được rất nhiều cái sự may mắn và đặc biệt, và họ biết tận dụng kết hợp cái sự may mắn này. Vậy nên là gì, không chỉ hai vợ chồng có cuộc sống là ăn sung mặc sướng mà gì, con cái cũng được hưởng cái phúc phần, có được cái điều kiện chăm sóc cha mẹ và họ rất là gì, chu đáo. Đấy. Những điều tốt đẹp này thì được xây dựng trên cái cơ sở là tình cảm vợ chồng yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau trải qua nhiều cái thăng trầm và nhiều cái gian khó. Đó. Như vậy là gì, tôi vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái cặp đôi mà lấy nhau thì được duyên niên, được phúc đức, đấy, hiểu phúc chuyện đời và họ sẽ có cuộc sống là giàu sang phú quý. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể comment ở bên dưới những cặp vợ chồng mà mình biết để cùng chia sẻ với mọi người được chiêm nghiệm những cái kiến thức này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.